chế độ lái chuyển liên hành tinh. Tàu vũ trụ đã được nâng cấp, hãy nạp đầy năng lượng và sẵn sàng phóng thôi. Tên lửa được tạo thành từ nhiều động cơ đẩy sẽ tự động rơi ra khi động cơ đẩy cạn kiệt. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đi vào không gian nào. Ấn nút và phóng tên lửa. 3, 2, 1, phóng. Ấn nút và tăng tốc tên lửa. Tuyệt vời, hãy cùng đi vào vũ trụ nào. Chúng ta có thể lơ lửng trong trạm không gian vì ở đây không có trọng lực. Hả? Có tín hiệu liên lạc từ một nguồn không xác định. Cùng kiểm tra nào. Mình bị kẹt trong lỗ run chưa xác định có ai nhận được tín hiệu của mình không. Có người gặp nguy hiểm, hãy đi giải cứu nào. Tín hiệu báo nguy đến từ đây, hãy vào lỗ run để giải cứu nhé. Chà, đây là vũ trụ xa xôi. Đi theo các biểu tượng để tìm ra con tàu bị hỏng. Tuyệt quá, đã tìm thấy con tàu bị hỏng rồi. Hãy bật chế độ lái chuyển liên hành tinh và trở lại hệ mặt trời nào. Mình được cứu rồi, cảm ơn bạn, phi hành gia Kiki. Đó là nhiệm vụ của tôi. Phi hành gia Kiki đã hoàn thành nhiệm vụ. Đói quá, hãy xem các phi hành gia ăn gì nào. Chọn món ăn không gian mà bạn muốn nấu. Cơm cà ri. Wow, trông thật hấp dẫn, chúng ta bắt đầu nấu thôi. Cơm trắng là thực phẩm cần thêm nước, bạn chỉ cần thêm nước nóng trước khi ăn là được. Cà ri là thực phẩm ổn định nhiệt, bạn hâm nóng trong lò vi sóng trước khi ăn nhé. Xé mở gói cơm và cơm đã sẵn sàng. Đổ cà ri thơm ngon lên cơm. Cơm cà ri đã xong, hãy thưởng thức món ăn không gian nào. Ngon quá, trong vũ trụ bạn cũng có thể thưởng thức những món ăn giống như trên trái đất. Chúng ta quay lại trạm không gian rồi, hãy tiếp tục nhiệm vụ làm phi hành gia nhé.
Hả? Có tín hiệu liên lạc từ một nguồn không xác định. Cũng kiểm tra nào. Tàu vũ trụ của mình và phải cùng thiên thạch và giờ không thể bay tiếp được nữa. Giúp mình với. Có người gặp nguy hiểm, hãy đi giải cứu nào. Thiên thạch đang tới, tránh xa chúng ra. Thiên thạch đang tới, tránh xa chúng ra. Bạn ở gần đó rồi, cố lên. Ôi không, nguy hiểm quá, nắp bảo vệ bị thiên thạch va phải rồi. Tuyệt vời, đã tìm thấy con tàu bị hỏng rồi. Nguy hiểm quá, cảm ơn bạn đã cứu mình, phi hành gia Khi Khi. Đó là nhiệm vụ của tôi. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ rồi. Trạm không gian đã hết vật dụng, cơ quan vũ trụ đã phóng tên lửa chở thêm vật dụng, hãy cùng kiểm tra nhé. Tìm ra tên lửa chở vật dụng lên vũ trụ thông qua thiết bị dò tìm. Tuyệt vời, bạn đã tìm thấy tên lửa chở vật dụng rồi. Dùng kẹp để mang tên lửa chở vật dụng về trạm không gian nhé. Wow, các vật dụng đang trôi lơ lửng, hãy sắp xếp chúng nào. Có nhiều vật dụng hơn phải sắp xếp, cố lên. Tuyệt quá, tất cả các vật dụng đã được sắp xếp xong. Cuối cùng, buộc chặt các vật dụng đang trôi. Tuyệt vời, tất cả các vật dụng đều đã có sẵn và trạm không gian có thể hoạt động bình thường rồi. Chúng ta đã cạn kiệt năng lượng, hãy quay trở lại trái đất để báo cáo nhiệm vụ. Phi hành gia Khi Khi, chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không gian. Đây là phần thưởng dành cho bạn. Chúc mừng bạn đã giành được huy hiệu chiến binh giải cứu chỗ run vũ trụ.